Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu. Mình được những người khác cho mình tiền của vàng bạc, nếu mà mình cần chức quyền thì họ cho mình chức quyền, mình không có việc làm ăn, họ cho mình việc làm ăn, vân vân. Thì mình thấy là quý, đúng không? Mà thực sự cái quý đó nó cũng không bằng người ta cho mình một cái pháp bảo. Vì cái pháp bảo nó là một cái con đường để mình liễu sanh thoát tử. Ví dụ như người ta cho mình một cái giới pháp đi, mình thọ rồi mình vẫn không giữ được. Mình thọ rồi mình không giữ được, nhưng mà họ nói cho mình là bởi vì do người đó họ giữ được, họ nói cho mình nghe, cái bắt đầu nó có cái sức mạnh tác động vô cái mình giữ được. Thì mình cảm ơn người này giữ, vì họ cho mình một cái món quà nó quá quý, cho nên Ấn Tổ mới nói rằng là một cuốn kinh nó còn quý hơn rương vàng là vậy. Mà nhiều lúc cuốn kinh mình đọc không vô, nhưng mà hôm nay mình ngồi chỉ nghe 1 tiếng 2 tiếng thôi, vô được, thì có phải là quý hơn lời vàng? Cho nên tứ ân á, thường mình nghe là ân cha mẹ, ân chúng sanh, ân tổ quốc, ân tâm bảo, phải không? Mà trong văn sao Ấn Tổ nói tứ ân, có một loại phân tích tứ ân nữa: ân cha, ân mẹ, ân thầy dạy bảo, ân thầy thuyết pháp. Ân cha là một, ân mẹ là hai, ân thầy thuyết pháp là ba, và ân của Phật là bốn. Bốn cái ân này nữa. Mới nghe lại, lúc trước là mình nghe là tứ ân đó là ân tâm bảo là một, rồi ân cha, ân mẹ, ân cha mẹ là hai, ân chúng sanh là ba, và ân tổ quốc là bốn, đúng không? Nhưng hôm nay có một cái loại sách mà người nói nó dịch ra tứ ân nữa là ân cha là một, ân mẹ là hai, ân thầy thuyết pháp là ba, là ân Phật là bốn. Mấy ân này lớn lắm. Nhưng mà kẻ mà vô ân bội nghĩa, mà vô ân bội nghĩa mà nói cho sâu vô đó, không phải họ hỉ bán cái người thầy dạy, và họ không phải họ chê bai, họ ruồn quyền rũ mẹ, họ quyền rũ Phật, họ hỉ bán Phật, nhưng mà họ không làm theo. Họ nghe rồi họ để đó không làm theo, thì mình cũng gọi là vô ân bảo nghĩa. Ví dụ mình làm chưa được, và mình gọi rằng là từ từ mình làm, bắt đầu mình nỗ lực mình làm thì không nói, mà còn không làm bỏ luôn, thì kẻ này là vô ân bảo nghĩa. Người ta dạy bảo, người ta đem hết tấm lòng của mình, bao nhiêu cái sức lực của họ nói cho mình mà mình bỏ ngoài tai, thì kẻ này là không thể thành tựu được một cái việc gì trong cuộc đời. Vô ân bội nghĩa mà. Ân thầy thuyết pháp. Cái việc mà hôm nay muốn nói với anh em huynh đệ cái trì giới niệm Phật á, thì ở đây hôm trước có nói với anh em huynh đệ dưới này, có hai cái giới mà con người mình được trường thọ. Nó nằm trong giới đầu của Sa-di, giới đầu của Phật tử, và giới thứ 9 của Sa-di. Kiên giết, phóng sanh, ăn chay. Có phải là giới đầu là không sát sanh, đúng không? Không có sát sanh có nghĩa rằng là không ăn thịt chúng sanh luôn. Nếu mà mình ăn thịt chúng sanh thì người ta mới giết. Nếu mà người ta gọi rằng là cứ giết bán cho người khác, mình không ăn thì cái nghiệp sát nó không về mình, không dính líu gì mình hết. Mà mình ăn vô cái là cộng nghiệp sát liền, cho nên hình ra cũng dính trong nghiệp sát sanh luôn. Hôm bữa Hòa Thượng Trí Quảng nói rất hay: nếu quý vị không ăn thì người ta đâu có giết. Dĩ nhiên quý vị không ra chợ mua người ta cũng giết, nhưng mà quý vị ăn cái là nó cộng vô cái nghiệp sát sanh, thọ mạng ngắn liền, bệnh hoạn tới ngay liền, gia đình rắc rối ngay liền. Thì cái giới thứ nhất này quan trọng cực kỳ, làm cho cư sĩ. Giới thứ 9 là không ăn chiều. Giới thứ 10 là không giữ tiền. Cái giới thứ 9 này khó giữ nha. Khó giữ. Anh em huynh đệ mình tỳ kheo rồi đúng không? Phải nghiêm trì tịnh giới, 9 giới, 10 giới sa di phải giữ cho được chứ, đúng không? Mình phạm cái giới này, thực sự mình phạm cái giới này. Chút xíu nữa thầy Nhuận Minh sẽ đọc trong này vừa khoa học vừa Phật học, nói về cái tác hại của ăn chiều như thế nào để anh em huynh đệ nghe. Hôm bữa định đọc cho khu chân tu nghe, mà để bữa nay đọc cho nghe luôn nè. Bây giờ giang này nói một số kinh nghiệm về cái việc giới ăn chiều nó có tác hại như thế nào.
vừa kinh nghiệm mà vừa lấy ra cái giới của Phật. Mà hôm nay nói cái đoạn này gọi rằng là ăn thực dưỡng hay là dưỡng sinh theo lời Phật dạy luôn á. Theo lời Phật dạy luôn chứ không phải ai đâu nha. Thường phân tích theo khoa học thì buổi sáng nó ăn cho cái bộ não. Mình sáng mình ăn á, là nó bổ cho cái bộ não. Cho nên khoa học họ chứng minh có hai đứa bé. Một đứa bé ăn sáng và một đứa bé không cho ăn sáng. Hoặc nó không thích ăn. Thì cái đứa bé mà ăn sáng nó học xuất sắc giỏi hơn đứa kia liền. Cái thức ăn của cơ thể mình buổi sáng là dương á, nó bổ cho bộ não. Trưa là nó bổ cho toàn thân, mà chiều là bổ cho khí huyết. Mà khi mà nếu mà ăn chiều nhiều mà khí huyết nó vượng lên á, nó mạnh lên á, thì thường con người của mình ngủ không có yên. Thì như vậy là cái thức ăn buổi chiều đó nó vượng cho khí huyết, cho nên người này dễ sanh ra dục vọng. Cho nên trong này, trong kinh Xứ Xứ Phật dạy, trong kinh có nói á, nếu người nào ăn chiều thì lòng tham dục và á dục sẽ tăng lên và ngủ sẽ tăng lên. Nếu người không ăn chiều thì lòng tham dục sẽ ít đi và ngủ sẽ ít đi, gọi là thiểu thì và thiểu dục. Trong này chút nữa đến cái đoạn này thì mình có đọc. Lý do gì buổi chiều mình ăn vô xong rồi lên tu hơi hám cũng không có, khó chịu, no một bụng luôn, rồi tối ngủ mê man mộng mị luôn. Và cái tệ hại nhất là ăn ba bữa rồi bắt đầu trung tiện, xì hơi dưới. Đại tiện là mình đi cầu, trung tiện, nếu mà cứ trung tiện hoài thì lúc đó kìm không được đứng trên bàn Phật cũng trung tiện, phòng thờ cũng trung tiện, hôi hám như vậy thì tương lai sẽ làm dội. Bữa con chú đi xuống đây không biết hôm nay có mặt ổng. Ông kêu sao mà ổng kìa, trung tiện hoài. Hôm bữa dắt nhàn chưa ăn chiều cũng không chỉ ổng cái phương pháp. Kêu là ổng ăn nhiều quá, nhai không kỹ. Nhưng mà vẫn chưa dứt được. Nhai không kỹ là cái nghiệp của chúng sanh, ăn nhiều là cái nghiệp chúng sanh. Tiếp tục vẫn còn đúng không? Đó. Bây giờ gì? Ngưng ăn chiều cái hết liền cho coi. Hay cực kỳ cái pháp này mà. Trong này cũng có nói luôn, trong Xứ Xứ kinh nói đó, người không ăn chiều là không hạ phong. Cái trung tiện này là rắc rối. Như vậy là muốn cho bổ bộ não thì sáng ăn như hoàng đế. Khá khá vô. Thì thiện thì nói chiều con không ăn mà sáng con không ăn là con làm tay run rẩy. Đúng rồi, Giác Nhàn cũng chiêm nghiệm lúc trước. Ăn 10 giờ sáng, trưa không có ăn, chiều ăn, không ổn. Cho nên cái ăn cái ngủ nó gắn liền chặt chẽ, cực kỳ chặt chẽ luôn. Ăn ít cái là ngủ ít liền. Hồi trước Giác Nhàn ăn chiều thực ra không có nhiều, nhưng bữa nào cứ ngon ngon miệng là nó cứ theo đó mà ăn vô rồi gì. Cuối cùng sao? Sáng 3 rưỡi, 3 giờ dậy mà còn lừ đừ, tu không sảng khoái. Hôm nay gần nửa tháng hôm nay là trễ nhất là 2 giờ, không thì đúng giờ, đúng rất đúng giờ là 1 giờ 35 phút, dao động giữa 35-30, không thể hơn. Không hơn. Cái bữa lên làm tượng, làm tối không ăn về nó sốt, nó khó chịu, nằm nửa tiếng. Mấy bữa trước là ngủ ngon mà nằm nửa tiếng không ngủ, nó sốt bào là do mình làm việc mình động não, cho nên cái axit trong bao tử nó hơi nhiều. Xong cuối cùng thức dậy, không ngủ được thì thôi dậy thôi, uống một ly bột pha loãng loãng thôi, vô cái nó ấm cái bao tử. Cũng gần 10 giờ nhưng cũng 1 giờ 35. Qua hôm sau dứt liền, không làm gì thì dứt liền. Còn nếu mà mình làm công việc gì đó nó sốt quá, nó khó chịu thì mình đủ thủ sẵn bột để mình cho nó vô một chút để cho nó êm, nó trung hòa cái axit. Nhưng mà nếu như thầy Long thầy quen một năm nay rồi, thầy làm nặng gì đi nữa cái bao tử vẫn êm re. Bây giờ ở đây nó bị đau bao tử, nhiều lúc nó sốt trong đó. Nhưng mà điều đặc biệt nó sốt từ từ cái nó hết luôn. Để tối hôm qua là không uống, ăn một cái gì mà nó hết sốt luôn, là bởi vì sao? Nó chữa lành những vết thương trong đó. Những con thú giống như là con gấu á, nó chỉ ăn cái gì đó thôi và nó nằm suốt qua một cái mùa luôn. Và một số con thú đâu phải như mình là kiếm ăn là có ăn liền, muốn ăn là có ăn phải không? Mà mấy con thú nó rất tìm, nó tìm thức ăn rất khó, cho nên cái sức chịu đựng nó rất khá, rất tốt. Cái gen sinh tồn là cái gen mà để sống lâu á, thì chỉ có nhịn ăn thì cái gen sinh tồn này bắt đầu nó mới đề khởi lên được. Hôm trước đường đo, hôm nay có thầy Nguyện nữa nè, nói cái chuyện đường. Hôm trước uống 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, ăn 3 bữa, thực ra không nhiều lắm. Đường 8.884, có khi 9 chấm, chết. Nếu mà đường lên cái kiểu này từ từ, khoảng 2-3 năm nữa nó lên 10-10 mấy chấm là coi như là nó vô, nó phá hết toàn bộ lục phủ ngũ tạng. Mắt mờ hết, xương đồ rã, khớp, tháo khớp hết đường mà. Là một cái bệnh gọi là âm thầm mà giết người mà.
cuối cùng quyết định là không ăn nữa, thì bắt đầu không uống thuốc luôn, không ăn không uống thuốc luôn. Rồi có khi 6 chấm, bữa nay tu xong á, tu xong ra là 6.6, có khi 6 chấm, 117 hoặc 100. Ô tuyệt, tuyệt quá. Mẹ của cô Nga đó, bà bị đường như vậy là 9 chấm, 10 chấm, mà bà nhịn ăn 3 tháng lên bác sĩ coi như còn 6 chấm. Nó lạ, bởi vì sao? Bởi vì cái tuyến tụy nó hoạt động cái lúc ban đêm, nó tiết ra cái nội tiết tố của insulin. Nhưng mà bây giờ mình ăn nó vô rồi, nó tiết ra không đủ để nó tiêu cái thức ăn, cái chất đường ở trong thức ăn đó. Nó tiết ra không đủ, nó mệt, bắt đầu nó bệnh, nó không đủ sức để nó tiêu hóa cái lượng đường nữa. Gọi là bệnh tiểu đường là do cái tuyến tụy nó bị hư. Nó quá tải làm việc nó, mà nhất là ban đêm phải để cho nó ngủ. Bởi vì cái lượng đường mình ăn vô là tuyến tụy nó phải tiết ra cái chất insulin để nó làm rã cái lượng đường đó ra để nó cân bằng cơ thể. Nhưng mà nó bệnh rồi, nó chịu không nổi. Mình lạm dụng nó quá rồi, sáng trưa chiều nó bệnh. Bao tử cũng vậy luôn, thận cũng vậy luôn, gan cũng vậy luôn, mắt cũng vậy luôn. Coi như là lục phủ ngũ tạng, thần kinh đồ là tê liệt hết. Trong này nói, thần kinh đồ tê liệt hết. Bắt đầu giật sanh ra, xì hơi dưới. Ghê gớm luôn, mình sao nó kinh khủng quá. Nghiệm lại coi thì thấy lỗ, từ lỗ đến lỗ. Cho nên người đời sao? Sáng ăn sơ sơ, uống cà phê. Bởi vì chiều ăn no rồi, sáng đâu ăn được đâu. Mà người mà nhịn chiều rồi thì sáng ăn cực kỳ ngon, hấp thu ngay. Rồi cuối cùng gì? Ăn một bụng no buổi chiều rồi, tối ngủ sơ sơ, không làm gì hết. Cho nên sáng uống cà phê hoặc không ăn, nửa buổi sáng đói quá, lập dập với ông thợ là nhìn kỹ lắm, kiêm nghiệm ông nè. Rồi trưa ăn cũng sơ sơ, chiều quất một bụng. Cái người này đoạn thọ, chắc chắn là đoạn thọ. Còn hồi sáng họ ăn tương đối, trưa họ dặm hơn tương đối, rồi khi họ ăn hơn tương đối như buổi trưa họ ăn hơi nhiều hơn bình thường, để chiều họ không ăn á, không phải nhiều quá, thì họ đi kinh hành buổi trưa cho cái bụng này nó tốt, bao tử này nó tốt. Thay vì 12 giờ họ ngủ trưa khoảng 12 rưỡi, họ thấy cơm trong này chưa tiêu, 1 giờ ngủ chuyển phủ mà, cuộc sống đâu phải ăn không đâu. Nó cũng phải ngủ, phải hít thở, phải sinh hoạt nữa, chứ sao mà dồn cho nó ăn dữ vậy. Nhân nhàn có một thầy bạn là thầy Trí Thiện, năm 92 học trường cơ bản Phật học ở chùa Pháp Hoa. Ổng vừa cạo tóc xuất gia là ổng không ăn chiều. Cạo tóc là không ăn chiều rồi. Ổng lên ổng học trường Phật học Thọ Tỳ Kheo, ổng càng không ăn chiều. Mà cái bữa mà anh em đi học với nhau rồi chuẩn bị về Tết, về rằm tháng 7 rồi về thăm chùa á, là ngồi yết tiệc đồ ăn uống dọn la để chia tay tăng sinh đó mà. Mà coi như là một miếng táo luôn ổng cũng ăn, một miếng trái cây cũng không ăn, uống nước cũng ít vô cùng, ổng ốm thôi. Trời, ổng học xuất sắc luôn. Sau đó rồi giao cho ổng cái chùa, là sư phụ ổng giao cho cái chùa Bảo Lộc ở dưới Long Thành, Đồng Nai á. Thì buổi chiều ổng ra ổng xây dựng, ổng phụ làm cát, làm đồ, ổng phụ ổng làm. Phải nói là ổng đứng ra ổng làm bằng ba đứa phụ, một mình ổng làm mà chiều không là không. Ổng ăn rất đơn giản. Thầy Thích Trí Thiện, giờ trụ trì chùa Bảo Lộc, Long Thành, Đồng Nai. Rất nhàng ấn tượng thầy này. Cả một cái trường học luôn có mình ổng. Mà phước báu ổng đặc biệt lắm. Về một cái ông xây được cái chùa đặc biệt liền. Vì cái người không ăn chiều là họ có cái phước báu của họ. À. Thêm một chú nữa là chú Tùng. Ông cúng cái số điện thoại 0909-7474. Ông để dành lâu lắm rồi ông gặp ông cúng. Lúc đó ông 100kg mà ông mập. Ông đi bệ phệ, ông mập quá chừng luôn. Hơn thầy Hậu nhiều lắm. Nhưng mà thầy Hậu mập thì ông lùn khó coi, chứ ông Tùng này là ông mập, ông cao, cho nên hình ra tướng ông nhìn nó ngon lắm. Mà bệnh thôi, uống thuốc dốc vậy nè. Cuối cùng có cái ông đó, đúng thiệt cái ông này ông ăn một ngọ, cho nên hình ra ông nói một cái là cái ông Tùng này làm liền. Anh kêu tôi trước bệnh cũng giống như Tùng chịu khó ăn ngọ tự hết, đừng uống thuốc bỏ hết đi. Nghe vậy làm liền, bởi vì cái ông này ông làm được, cho nói cái tự nhiên có sức hấp dẫn làm được liền. Ông làm 6 tháng nó xuống còn 80kg, ốm hiu ốm xuống 20kg mà. Rồi ông đi qua Ấn Độ nghe. Qua Ấn Độ mà xe nó chạy mà quá giờ trưa, không ăn ngồi quay xe luôn. Do động lực hết bệnh cho nên ăn chứ không có gì. Động lực thấy hết bệnh khỏe. Ăn một ngọ thôi mà ăn cũng không có phải là nhiều lắm. Còn mình gì sáng, trưa, chiều. Cho nên Hòa Thượng Tiên Hóa người nói bước vô chùa tôi là phải ăn ngọ ngủ ngồi. Không giữ tiền là không có tham tài đâu phải không à. Sắc thì trong này cũng không có ai đúng không? Danh thì cũng không có làm chức vụ gì đúng không? Mà còn hai cái nó giết con người tu đó là thực và thùy. Cho nên phải ăn ngọ ngủ ngồi mới vô chùa tôi. Vô vạn Phật thánh thành. Vạn Phật thành Phật và thành thánh ở trong này gọi là vạn Phật thánh thành. Ngài là người Trung Quốc mà qua bên Mỹ là cái thế giới thiên đàng của vật chất mà kêu người tu vậy mà cũng có người vô tu đó.
Hôm trước lúc Giác Nhàn về là đem hết toàn bộ xe đó, tất tần tật để cúng dường. Có cái ông đó, ông đi ra ngoài mà vẫn còn đắp y luôn. Hỏi sao vậy? Ông kêu Hòa Thượng Tiên Hóa ra ngoài cũng phải đắp y, chứ không phải là đừng bình thường để cho các vị họ giáo họ giới để mà che chở cho mình. Ông lái chiếc xe, ông chạy về, hỏi cho nó ăn ngọ ngủ ngồi, mới đầu đói, ông kêu đói xính rính luôn, mà sau rồi quen mới thấy cái sức khỏe và cái sự gia trì của các vị họ giới họ giáo và làm thánh chúng. Cho nên hình ra là ngài kêu là ăn ngọ ngủ ngồi, bớt cái ngũ dục đó đi thì mới thành thánh, thành hiền, thành Phật được. Còn hở đâu ngủ đó, ăn lạp sạp suốt ngày thì hai cái này nó giết con người, bệnh đoạn thọ chết. Một cái là ăn nhiều quá là đoạn thọ chết, một cái là vì ngủ nhiều quá vô minh si dại tạo nghiệp xấu ác thì còn chết nhanh nữa, đúng không? Coi kỹ lại. Cho nên nếu ăn ngọ ngủ ngồi thì cái sức của mình chịu đựng không nổi. Ấn Tổ nói mình chưa đắc pháp thân thanh tịnh thì thôi, phải tùy duyên đó một chút, là sáng với trưa là quá dư rồi. Do cái cách mình ăn thôi, chứ thức ăn thực sự là không thiếu dinh dưỡng. Lý do gì người ta ăn chiều? Giống như bản thân ở đây ăn rồi bắt đầu bỏ ăn chiều rồi ăn lại, bỏ ăn chiều rồi ăn lại. Lý do nó là gì? Mình chưa thấy cái kết quả của nó. Nếu thực sự mình thấy cái lợi ích và kết quả thì chắc chắn là mình làm được. Như thầy Phiên ông xuống đây, mấy anh em cũng biết ở trên chùa là đệ nhất ngủ đúng không? Đệ nhất ngủ luôn. Xuống đây một tháng trời là không bữa nào không kêu ổng. Mà ông nói một câu mình nghe cảm động tội lắm. Ông kêu con muốn tu lắm chứ, vô chùa phải muốn tu lắm mà tu không được, cái ngủ nó hành hạ con chịu không nổi. Muốn tu lắm, uống cà phê làm đủ cách rồi. Cuối cùng kêu ông không ăn chiều, ông vừa ngưng không ăn chiều cái ông dậy khỏe le liền. Không ai kêu, tỉnh queo lên tu khỏe luôn. Ông kêu cái này là phải suốt đời. Giác Nhàn nói thầy Long là hai anh em mình phải theo thầy Phiên phát nguyện suốt đời đó. Đúng thiệt, trong này nói ăn ít là ngủ ít. Nhưng mà bộ mình mà không ăn để không ngủ thì cái sát phàm và cái nghiệp báo của thân này không thể được, không thể được. Phải có ăn, phải có ngủ, nhưng mà phải cân đối cho nó. Và khi mình hiểu ra là, ở đây hiểu ra đó là lý do không ăn chiều và giữ được khăng khăng đến ngày hôm nay mười mấy ngày rồi đó, thì nó có những cái điều mà mình cảm nhận nó có điều lợi ích đến với mình. Thứ nhất là cái lượng đường nó là vừa phải rồi. Còn mấy anh em không có lượng đường thì lúc tuổi này còn trẻ, nhưng mà bước lên cái tuổi như Giác Nhàn á, là bắt đầu nó dính. Hòa Thượng Trí Quảng mới nghe tức thì ngài ăn mỗi ngày có nửa chén cơm. Ngài nói tôi ăn rau, củ, quả và trái cây nhiều. Sống 83 tuổi mà hôm nay thuyết pháp, sức khỏe ngài cực kỳ, nào xây cái chùa và Việt Nam Phật Quốc Tử thiệt là lớn, làm một cái trường cao cấp Phật học quá trời, mấy ngàn tăng ni rồi, chùa Huệ Nghiêm đồ. Công nhận đại lão hòa thượng này vẫn là siêu xuất. Ông nói cái bí quyết của tôi là không ăn cơm nhiều. Này Giác Nhàn bắt trước sáng ăn khoảng chén, rồi thức ăn nhiều một chút, chưa ăn chén lưng chén. Ngày thì có nửa chén, mà từ khi bắt đầu ngày thọ sa di là không ăn chiều luôn. Bữa thầy Long nói không ăn chiều, bắt đầu thọ cái giới đó là giữ liền. Còn mình lạm dụng đúng không? Lạm dụng cái thân mình, không phải là nó như mình nghĩ mình ăn như vậy đâu, đó là thói quen thôi. Thói quen để nạp đè đó cho nó đau khổ thôi, cho nó bệnh hoạn, nó mau chết thôi. Chứ thực ra cái thân không phải nó đòi hỏi như vậy đâu. Hôm trước ngộ được thừa đúng không? Coi lại lý do về ngộ được thừa. Khi tối mình ăn cái thức ăn nó ở trong đó, và cái lượng thức ăn không được hoạt động tiêu hóa như ban ngày, rồi bắt đầu cái nước chua và thức ăn nó chui với cái đường ruột giống như một cái túi nhỏ chút xíu thôi, mà nó chui ra là ra không được, nó chui vô rồi ra không được. Cái ruột thừa, cái đoạn đó đó, thường nước ngoài mới sanh ra, hoặc là khi lớn lớn người ta không đau tự cắt luôn, người ta cắt luôn, bởi vì nó chui vô đó rồi bắt đầu là nó ra không được, cái nó úng, cái bắt đầu nước chua đồ, cái bã cơm rồi trong đó, cái bắt đầu ruột thừa nó đau, nó viêm ở trong đó. Còn nếu tối trống không cái bụng thì mình nằm im đó, nó không có chảy cái nước vô trong, nó không có rớt cái thức ăn á ở trong đó. Còn hàng ngày mình hoạt động vậy thì nó không có chui vô được. Nó chút xíu một xíu nước nó vô, bã cơm nó vô là bắt đầu đau ruột thừa. Mà không biết cứ tưởng đau bụng rồi bắt đầu nó vỡ ra cái chết. Nguyên do ăn chiều. Chính xác cực kỳ. Ở đây chiêm nghiệm chính xác cực kỳ. Ở đây bệnh mà biết. Trời ơi cắt ra rồi. Nó đau đớn 3 tháng trời công phu chưa lại. Vì một chút ăn thôi. Rồi tiểu đường hôm nay nó cũng ổn. Cảm nhận thấy là cái phương pháp nhịn ăn chiều nó có lợi ích. Nhịn ăn chiều nó có những cái mục lợi ích á, là thứ nhất là mình giữ được cái giới của Phật. Thí dụ như vậy, trong này các vị cư sĩ mới xuống tóc, hoặc là mình cư sĩ tương lai mình muốn thọ sa di phải không, thì mình cũng nên giữ cái giới thứ 9 không ăn chiều để mình thọ giới chứ.
giữ được rồi bắt đầu mình mới thọ. Cũng như trước khi vô tu mình phải tập ăn chay mình mới tu chứ, đúng không? Ăn mặn sao vô tu? Giờ muốn thọ sa di phải giữ giới chứ, đúng không? Thì kheo thì phải, nó khỏi nói rồi, từ ngày hôm nay nó bắt đầu là mình phát tâm giữ giới, nghiêm trì tịnh giới mà, đúng không? Đó. Mà khoa học, Phật nói giới này là khoa học, không ăn chiều là khoa học và là chữa bách bệnh. Trong này mới nói rằng cái gì? Không ăn bữa tối, tức là không ăn chiều để bụng đói trị bách bệnh, chính lý do không ăn quá ngọ. Trong này nói. Thế nên thần mình đọc. Thứ nhất là mình giữ được cái giới của Phật này. Thứ hai là nhịn ăn chiều để trị bệnh tiểu đường. Ở đây thấy cái lượng đường ổn à, khỏi uống thuốc, vứt luôn, bỏ sạch. Ăn vô rồi uống, uống thuốc vô thì nó làm sơ cứng động mạch hết. Bây giờ thôi đừng ăn, không uống khỏe, mà không ăn luôn không được. Sáng với chiều ăn dừa nhai kỹ, rồi xong giải quyết bệnh đường. Đơn giản. Chứ không được thuốc tiểu đường nó vô, nó làm tiêu hết cái động mạch của mình, sơ cứng hết là thời gian chết. Nhưng nếu như nào tiểu đường mà nghe cái điều này mà nhìn ăn chiều coi nó hết rồi. Bây giờ giác nhà không tiểu đường thì nói bù lu bù la, nói khoác lác, đúng không? Chính bản thân tiểu đường. 9 chấm đâu phải đơn giản đâu, 170 đâu phải đơn giản. Người ta có 90 hoặc 100, 120 là mình 109 luôn là chết rồi, tiêu đời rồi. Chị nhìn ăn chiều để trị được máu nhiễm mỡ luôn. Mỡ tối nó đốt sạch hết trong cơ thể mình. Cái bụng bắt đầu nó hót, nó ốm lại. Nhìn ăn chiều để trị bệnh suy thận mãn tính hay đi tiểu đêm. Lúc trước ăn vô rồi đi tiểu đêm một đêm ít nhất 3 lần, có khi 4-5 lần, không đêm nào không đi. Mà từ khi không ăn chiều là nằm ngủ sáng đi rất ít nước tiểu, ngủ một giấc thẳng tưng, thường từ 8:30 là bắt đầu là vô giấc ngủ rồi đó. 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 5 tiếng đúng không? Tít 1:30 thức dậy 5 tiếng là dư rồi. Trưa mình cho nằm nghỉ 1 tiếng nữa là 6 tiếng, nằm nghỉ thôi dư rồi. Còn nào mà gọi là mê ngủ lắm thì cho 2:30 là ban đêm 6 tiếng rồi, bữa trưa tiếng nó 7 tiếng là quá vượt tiêu chuẩn rồi. Mà lý do gì mà mình ngủ 8:30, 9 giờ mà ngủ đến 3 giờ mấy là 7 tiếng rồi mình dậy chưa nổi. Thức ăn trong này căng da bụng là trùng da mắt thôi, não nó hoạt động nó chịu không nổi, nó mệt quá rồi còn bắt nó lên niệm Phật làm sao nó làm nổi. Có phải đầy đọa nó không? Quá đầy đọa. Biết cái lượng ăn uống mà đường lên rồi mà cứ ăn cho chết ra. Ông nghe nói vậy, mỡ nhiễm trong đó rồi cứ ăn cho chết ra. Thận nó hư rồi ban đêm mà nó bắt nó làm việc, nó cứ đi tiểu cho chết ra. Đem cái này là đem lại cái trường thọ phúc ân cho họ. Nếu mình làm được không ăn chiều, đem cái pháp này chỉ cho họ. Cũng như cái ông đó, ông không ăn chiều, không ăn sáng, ăn một ngọ mà ông chỉ cho ông Tùng hết bệnh. Cái pháp này của Phật, cái giới pháp này là của Phật. Nhưng mà ít giữ được. Khó giữ chứ không phải dễ. Nó sốt bụng, nó cồn cào, nhất là đi giảng ra bên ngoài hoặc tiếng yến tiệc nữa thì thôi rồi. Nhìn ăn chiều để trị đau bao tử. Tối ở trong đó thức ăn xanh chua không hoạt động. Cái bao tử mình không làm việc, không hoạt động là nó ứ trong đó và lên men. Mà lên men thì bắt đầu lỡ. Ở đây mấy ngày đầu, trời nó sốt, nó cồn cào, cái vết thương nó có trong đó, nó lỡ, nó sốt. Cứ sốt lên là uống nước ấm, hít thở, đi vòng vòng tản bộ, quên đói. Quên liền cái cơn đói. Tản bộ hay lắm, nó trung hòa axit trong đó, uống nước ấm vô. Uống vừa vừa thôi, chứ đừng uống nhiều là đi tiểu. Bắt đầu từ buổi trưa là giảm nước rồi đó. Sáng thì cho uống nước vô đến trưa thôi. Bắt đầu qua thức nghỉ trưa thức dậy là bắt đầu giảm lượng nước cho nó bớt đi. Mà bữa tối mới mà anh em mới hôm nay mà nhịn chiều chưa quen á, thì đừng có ăn ngay cái giờ đói. Ngay cái giờ đói là giờ chiều 4, 5, 6 giờ. Cho nó qua cái giờ đó, cố gắng chịu đựng cho qua giờ đó. Mà đến tối nó còn cào ngủ không được. Giống như hôm bữa giác nhàn lên để đặt tượng á, thì uống một ly bột ấm vô trong đó, thì nó qua cơn đói ngủ để sáng ngày mai ăn. Năn nỉ nó, thôi chịu đói đi bụng ơi, mày chịu đói sáng mai mày ăn, năn nỉ nó. Mà qua cơn đói buổi chiều rồi gì? Khỏe nhẹ lên tu sướng cực kỳ luôn. Lễ Phật rồi lễ Quan Âm khỏe thoải mái luôn. Mà chịu không nổi thì uống cái giờ mà 8 giờ đi công phu về, uống ly ấm ấm là nó đi ngủ. Nhưng mà lúc đó cũng không kịp đi tiểu đâu. Buổi chiều mình ít uống nước rồi. Đó là cái cách hôm bữa dùng nó, chịu không nổi. Một nửa tiếng sau ru vô giấc ngủ không được. Hôm trước nằm xuống 3-2 phút, 5 phút là ngủ. Mà quan trọng là cái lúc bụng đói nó ngủ ngon. Mà cái người đau bao tử nó sót quá đó thì hơi khó ngủ. Thì mình phải cho uống bột, chứ còn không lúc đói ngủ rất ngon. Đúng không thầy Minh? Ngủ rất ngon, vô giấc ngủ rất say. Ngủ một lèo không mơ mộng luôn, 5 tiếng. Trời ơi, sảng khoái, thức dậy cái não nó khỏe. Mình kêu, ổ mới 1:30 mới sớm quá. Giờ mình nếu mình không thức về đủ sức không ta? Nằm ru giấc ngủ, nằm niệm Phật nửa tiếng sau cũng không ngủ luôn. Có phải ăn ít ngủ ít không?
Rồi thành công rồi, giảm được ngũ dục rồi. Nhịn ăn chiều để trị bệnh, sáng thức dậy không lề mề. Sáng thức dậy lề mề, khó chịu, ngồi gật lên nằm xuống, gật lên nằm xuống. Hai lý do. Lý do thứ nhất là hàng ngày trước khi đi ngủ coi phim, đọc truyện, dùng cái não hàng ngày quá nhiều, những cái chuyện không đáng cũng suy nghĩ, là cái não nó mệt rồi, cái não, cái đầu mình nó mệt rồi, vọng tưởng quá nhiều rồi, nó đói bắt đầu. Thường vọng tưởng nhiều là bắt đầu nó đói, nó bắt ăn, ăn vô nữa rồi bắt đầu sáng dậy không nổi. Hai cái này nó đánh mình là chết. Ngày Lý Bình Nam ăn một ngày có hai cái bánh bao, sáng một cái, trưa một cái. Hòa Thượng phải sáng cái, trưa sáng hai cái, trưa hai cái. Lúc mà theo Ngày Lý Bình Nam là không ăn chiều, mà sáng phải hai cái hoặc ba cái. Ngày Lý Bình Nam sáng có một cái, trưa một cái bánh bao. Hòa Thượng hỏi lý do gì, ông kêu tôi không vọng tưởng cho nên tôi không có đói nhiều. Còn mọi người vọng tưởng nhiều thì đói nhiều, ăn vô thì gì? Vọng tưởng chỉ do mệt vậy, để đâu mà đói mà ăn vô cho nhiều, rồi cuối cùng hại cái thân. Ngài nói hay không? Cái này các vị nó nói có đạo lý hết. Còn mình phàm phu tục tử, đôi khi nhiều lúc mình cứ chấp vào cái mà chuyện mà xưa bày nay làm. Bữa giờ ăn ba bữa phải ăn ba bữa. Cái thân này nó lạ kỳ, nó có sự liên hệ rất chặt chẽ. Ăn vô rồi cái bắt đầu cơ thể nó đòi hỏi, đòi hỏi đủ kiểu luôn. Mơ mộng rồi thấy đủ trò đủ chuyện dâm dục trong đó. Cắt cái là tự nhiên nữa hết. Trời ơi, thế nó lạ thiệt. Nếu mà muốn đạt được những cái điều mà mình mong muốn, mà như trong nãy giờ Giác Nhàn nói, là phải kiên quyết. Kiên quyết dữ lắm á. Nó sốt bụng, nó kêu ột ột, thì giác là nó kêu ột 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 suốt đêm á. Mà ông bữa nay ông cũng được luôn rồi. Trời, bữa ông lên ông tu, ông ngủ lên ngủ xuống, ông dậy cứ la ông hoài, ông cứ ngủ quên, mà bữa nay ông nhịn ăn, ông dậy đúng giờ ngon lành. Chứ ai mà la được, giờ đó mà ai núm đầu kéo cổ ông dậy được. Cứ ở đây tu rồi qua kêu ông hoài, bữa bực mình lên, nói bực mình vậy chứ nhiều lúc mình cũng lên cái hiện tướng tiêu diện chút. Ông lên nghe cho mình cứ ăn chiều, chiều ăn cho cố vô, nghỉ ăn đi. Là ông cái chiều ông tự ái nghỉ luôn, cái bây giờ ông khỏe. Năm loại phước đức có được do không ăn quá giờ ngọ. Thứ nhất, ít dục vọng, thiểu dâm. Thứ hai, ít ngủ, thiểu thì. Thứ ba, tâm định, đắc nhất tâm. Thứ tư, không bị vấn đề đầy hơi, đầy bụng, thiểu hạ phong, gọi là trung tiện. Thứ năm, thân thể yên ổn và không bệnh, thân đắc an lạc, diệt bất tắc bệnh. Trong kinh Xứ Xứ, có liệt kê 5 điều không ăn quá giờ ngọ. Thứ nhất, nếu, cái này Giác Nhàn nói nha. Thứ nhất, nếu ăn nhiều thì dục vọng nhiều, gọi là đa dâm. Trong này thiểu thì giờ đa, đúng không? Rồi, thứ hai, ăn nhiều, ngủ nhiều, đa thùy. Ngủ nhiều là đa, đúng không? Thứ ba, ăn nhiều, gọi là tâm không đắc nhất tâm. Nếu mà ăn ít á, thì tâm định, mà ăn nhiều thì tâm loạn, tâm tán loạn. Hôm bữa thầy Long, ông lấy được cái câu của Ngài Hư Vân ở đâu không biết, nói gì? Bụng rỗng tâm không, bụng rỗng tâm không. Bụng mà thức ăn buổi chiều không có là tâm mình nó an lạc, dễ vô định. Tu pháp môn gì nó cũng dễ vô định. Bụng rỗng tâm không mà. Ở trong này ai không ăn chiều đâu, giơ tay lên coi. Ai không ăn chiều? Không nói trên chùa kìa, ở dưới này không nói rồi. Nó ăn quất hết, thấy không? Hôm nay nghe rồi có động lực phải không? Nếu mà bắt luôn buổi sáng, nghỉ luôn buổi sáng là chịu không nổi. Mình còn làm việc. Nhưng lỡ thí dụ như thứ bảy, chủ nhật tuần sau mình đổ bê tông cái nền nhà của dưỡng lão đó không? Thứ bảy tuần sau là mấy anh em xuống đổ, thứ bảy chủ nhật hai ngày đó, đang làm đó. Lỡ nó đói quá mình chịu không nổi. Thôi làm gói mì đớp vô một cái. Khai đúng lúc. Hôm sau cắt liền. Hôm sau không làm gì hết. Còn không ai chịu đựng được, uống ly bột vô. Không kịp mất sức, lâu lâu làm bữa không kịp mất sức, không kịp để gọi là kiệt sức, không kịp. Vì sao vậy? Cái thân mình đâu phải làm vậy là mất sức liền đâu. Đúng không? Nhưng mà cái ngủ mà thiểu ngủ mà thực ra không phải là nó không ngủ luôn đâu. Nó ngủ rất tỉnh, rất sâu, không mơ, đủ thức dậy là không ngủ nữa. Thì cái này là trường thọ rồi. Ngủ một giấc thẳng tưng, không đi tiểu luôn. Còn gì bằng? Ở đây có một cái quan điểm mà trước khi nhịn ăn, nó có một cái hơi hồi hộp mà tâm lý anh em ai cũng có. Lý do gì? Bụng đói, sốt ruột, ngủ không được. Có.
là mình làm việc quá sức ban đêm. Như hôm trước đó là làm đến 8 giờ mà tập trung cao độ thì cái bao tử nó làm việc quá nhiều, rồi bắt đầu cái men nó ra tiêu hóa không có, nó hơi sót. Thì lúc này mình cho một ly bột vô, nó trung hòa lại, ấm bụng ngủ được ngay. Còn nếu không làm gì, cứ để cho nó quen, nó sót, nó chua, nó gì gì trong đó, cho nó chết đi, cho nó qua đi, thì ta nó qua, chắc chắn là qua, bảo đảm. Đừng sợ bụng sót ngủ không được, ở đây nằm chịu đựng lúc đó nửa tiếng là dữ lắm à. Chứ 10 ngày trước là vô là 2-3 phút ngủ, bây giờ nửa tiếng không ngủ là có vấn đề. Thôi làm ly bột, im liền, vô giấc ngủ ngay. Trong này có nói, nè, nếu người đã nhịn ăn rồi, không ăn chiều mà thức 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ thì nó đói rã rời chịu không nổi. Cho nên họ nói là phải ngủ sớm. Ngủ sớm trong khung giờ là bắt đầu 8 giờ. Đi tu về là 8 giờ, 8 rưỡi là bắt đầu lên giường là gọi là ngủ sớm. Còn ngủ trễ là 9, 10 giờ, 11 giờ. Thường người ta ăn no, tối người ta phải làm việc. Người ta phải làm việc cho nó tiêu cơm chứ nằm ngủ không được. Nằm trằn trọc hoài, no khó ngủ hơn là đói. Nên nhớ cái chuyện này, nhớ kỹ chuyện này. Ví dụ như mình mới ăn chiều vô 6 giờ đúng không? Thức ăn chưa kịp tiêu mà mình thấy cái bụng im im, rồi mình muốn ăn nữa hoặc giảm mình không ăn, thì cái thực ra cái bụng nó im vậy thôi chứ cái lượng đường nó chưa tiêu. Bây giờ tối đâu có làm gì đâu, tu sơ sơ đâu có hoạt động gì đâu, cái lượng đường nó ở trong đó, nó bắt cái tuyến tụy phải làm việc, nó tiết insulin ra để nó thải cái lượng đường trong đó, mà nó tiết không nổi nữa là bắt đầu lâu ngày là tiểu đường do ăn đêm. Chính xác 100%. Ở đây bệnh tiểu đường biết mà. Sư bà hãy chịu âm, tuyệt đối không cho ăn chiều. Sư cô Liên Phương xuống uống bột cũng cho luôn. Nhất Nhàn còn coi gọi là khai duyên cho mọi người. Hôm nay mua 70 phần bột nè. Mà lon bột gọi là bột cao cấp ngon á, mấy trăm ngàn, 400-500 ngàn lon á, để tặng cho anh em để lót bụng trong thời gian đầu. Sư bà là tuyệt không cho uống bột, mà ai mà lén uống bột là bắt quỳ luôn. Ghê vậy đó. Nhưng mà thực ra uống bột nó nhuyễn rồi đó, mình pha nước thì cũng như là nước thôi. Nó không thành ăn, nhai mới thành ăn. Ông bà cụ thân mẫu của Giác Nhàn, cuối cùng nói đến ông bà cụ thân mẫu Giác Nhàn, ở chung với ông cụ 9 năm. Cách sống của ông cụ như thế nào mà ông sống được 83 tuổi mà trong khi đó là si tủy lúc 73 tuổi sống đến 82 tuổi 9 năm. Sáng ông ăn tương đối khá nhiều một chút để ông đi bộ lên xuống dốc ông không bị đói. Nhờ cách này mà ông hồi phục được tủy nè. Tủy là bị ung thư máu, si tủy. Thứ hai là ông ăn dừa buổi trưa để ông nghỉ trưa. Ông hay có cái giấc nghỉ trưa một chút, khoảng nửa tiếng không nhiều. Mà khoảng 12 rưỡi đến 1 giờ ông mới ngủ. Ngủ trưa một chút à, rồi bắt đầu ông đi bộ. Chiều là tuyệt, uống nước thôi. Bà cụ như này cũng vậy luôn. Bởi vì sao mà ông cụ ông không ăn chiều mà ông khỏe? Ông do ông ngủ sớm, 6 giờ mấy, 7 giờ ông chui vô à. 6 giờ là ông vô à, bữa đó Giác Nhàn lúc đó tụng kinh sớm lắm. Mới có 6 giờ là thường là tụng kinh, bắt đầu là 6 rưỡi là ông gật lên gật xuống à. Ok thôi ông làm vậy làm tôi đi ngủ. 7 giờ ông khò, giấc đến 12 giờ, có khi 1 giờ ông nằm đó ông niệm Phật. Mình nên theo những người này, chứ đừng có làm cái kiểu như mình sư bày nay làm, chết á. Đó là những cái gì mà hồi nãy Giác Nhàn cảm, hồi nãy giờ nói đó là cảm nhận trong 15 ngày hôm nay không ăn chiều, và cộng lại chiêm nghiệm những cái lúc trước năm 2013 là giảng trì giới niệm Phật là xuất sắc luôn. Không biết sao mà vô định giảng lúc đó mà phải nói mọi người nghe cũng hấp dẫn, mà mình cũng ưng ý nữa, là do không ăn chiều. Nó có cái sức định, mà cái sức định mà chịu đựng được cơn đói đặc biệt lắm. Nhưng mà có những cái lúc cơ thể mình không phải là lúc nào mình bắt nó cũng nghe. Như hôm bữa đi làm tượng về là phải lót miếng thôi chứ. Nếu mà nằm dậy đến sáng chịu không nổi là do mình làm quá công việc ban đêm. Nhưng mà nếu như hôm tối hôm qua không có gì hết thì đâu có đói gì đâu. Đâu có cần ăn mà ngủ được liền. Đó là những kinh nghiệm mình phải hiểu nó. Liều luôn mà liều qua không được. Chưa quen. Chứ thật ra thầy Long, thầy Giác Xi Măng, thầy làm đêm cũng đâu có sao đâu. Mà trước thầy làm cái khu Tam Thánh mà thầy làm suốt, làm lần khuya luôn mà. Ăn đúng một chén chè. Cả một năm nay mấy lúc trước là không là không. Cậy miệng ông cũng không có luôn. Đưa bột đi. Thấy ông ốm quá đưa bột, ông kêu bây giờ buổi sáng uống thì hay. Buổi sáng tức là mình ngủ sáng, thường nó dậy sớm thì mình pha một ly bột mình uống để mình lên công phu, rất êm. Còn buổi tối mà nó êm được là cho nó vô luôn, khỏi luôn. Còn nếu mà nó chưa quen thì mình lót nó một chút. Mà lót phải lót là qua cái giờ ăn, đừng có lót ngay cái giờ ăn. Nó sót cái uống vô, nó sót uống vô ngay giờ ăn thì không phải là nhịn chiều. Đối phó, nhịn cho nó tuyệt mất luôn cái chuyện mà sót ruột ngay giờ ăn.
bỏ luôn cái thói quen đó, là cái đó là cũng là cái nghiệp thôi, nghiệp của ngũ dục là thực thì đấy. Hôm nay Văn Nhàn nói xác quyết điều này vì cũng khổ đau nhiều quá rồi. Cái những lúc ăn vô rồi, cái buổi trưa hơi ngủ nhiều, rồi công việc nhiều, ngồi cả đêm niệm Phật, mà niệm lúc đó nó cũng đâu có sung sướng gì đâu, đối phó thôi. Cũng nói thật sự anh em cũng gặp nhiều cái khổ, cái thân phàm phu mà cũng là phàm tăng thôi, nhiều lúc nó cũng khổ đau nhiều quá rồi, phải chạy đầu này chạy đầu nọ, tìm văn sao, tìm cách này cách nọ để mà mình phải là mình thánh hiền gì đâu, thật sự là vậy. Bây giờ thầy Minh đọc cái này, mấy anh em ngồi lắng nghe cho kỹ nha, này là khoa học luôn á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc bài viết không ăn bữa tối, bụng đói trị bất bệnh. Xin thành tâm dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chính lý do không nên ăn quá ngọt. Số 1 La Mã. Thích ăn bữa tối là một nguyên nhân khiến cho nhân loại của chúng ta phát sinh trăm bệnh, cũng là một nguyên nhân khiến cho nhiều căn bệnh trị lâu không khỏi. Nhiều người cho rằng buổi tối đói bụng thì phải ăn chứ. Thật ra không phải vậy, buổi tối đói bụng mà không ăn mới là bình thường. Trung y và Phật giáo đều nói đến không ăn quá ngọ. Cái gọi là ngọ chính là giữa trưa từ 11 giờ đến 13 giờ. Quá 13 giờ rồi thì không thể ăn cơm nữa. Đói rồi thì làm sao đây? Có thể ăn trái cây, uống nước ép trái cây rau quả. Trung y và Phật giáo đều đề xướng không ăn bữa tối. Chẳng phải là vì để tiết kiệm lương thực, mà là vì để dưỡng sinh. Số 1 nhỏ, không ăn bữa tối sẽ giảm thiểu việc tích tụ mỡ. Bởi vì sự trao đổi chất của cơ thể người từ rạng sáng 4 giờ bắt đầu tăng tốc, lúc 16 giờ chiều thì đạt đến mức cao nhất. Bởi vậy nên khoảng thời gian đó thì cơ thể người cần được sự bổ sung dinh dưỡng. Đấy là lý do mà chúng ta cần phải ăn sáng và ăn trưa. Thế nhưng bắt đầu từ lúc 16 giờ trở đi cho đến rạng sáng 4 giờ, sự trao đổi chất của cơ thể người dần dần giảm hạ xuống. Vậy nên buổi tối chúng ta không thể khích lệ cổ vũ cho việc trao đổi chất, nếu không thì cơ thể người sẽ đem chúng biến đổi thành phế vật mỡ. Bởi vì cơ thể người chẳng biết nói tiếng người rằng đừng có cổ vũ khích lệ tôi nữa. Đấy là lý do thứ nhất mà chúng ta không nên ăn bữa tối. Số 2 nhỏ, không ăn bữa tối thì hệ thống tim và các mạch máu mới có thể trôi chảy thông suốt. Do bởi cơ thể người sau khi nhận lấy thức ăn vào rồi thì huyết dịch toàn thân sẽ bắt đầu phân phối trở lại. Phần lớn lượng máu sẽ tập trung đến hệ thống tiêu hóa. Do vậy nên các cơ quan như tim, não, phổi, thận, cơ bắp sẽ ở trong trạng thái tương đối thiếu máu. Lại do dây thần kinh sọ ít ban đêm ở trong trạng thái hưng phấn, nhịp tim rất chậm. Vậy nên sau khi ăn xong bữa tối thì tim ở trong trạng thái thiếu máu và nhịp tim trở nên chậm thì sẽ tạo thành cơ tim thiếu máu mà dễ bị đột tử. Đấy là lý do thứ hai chúng ta chẳng nên ăn bữa tối. Số 3 nhỏ, không ăn bữa tối thì dạ dày và ruột mới có thể nghỉ ngơi thích đáng. Do bởi đồng hồ sinh học của cơ thể người yêu cầu cơ thể người ban ngày hoạt động, ban đêm ngủ nghỉ. Cũng có nghĩa là nói rằng các cơ quan của cơ thể nên vận động vào ban ngày, nên nghỉ ngơi vào ban đêm. Tiến thêm bước nữa mà nói thì ruột và dạ dày nên nghỉ ngơi chứ không nên làm việc. Vậy nên ăn bữa tối chính là vi phạm, đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Đấy là lý do chúng ta không nên ăn bữa tối. Số 4 nhỏ, không ăn bữa tối, sức đề kháng trong tình trạng bụng đói sẽ trở nên càng tốt. Bởi vì cơ thể con người trong tình trạng đói bụng thì hoạt tính của đại thực bào là mạnh nhất. Trong điều kiện chất đạm và vitamin đầy đủ thì số lượng của đại thực bào là nhiều nhất. Vậy nên dưới tiền đề uống nước ép trái cây, cảm giác đói bụng do không ăn tối tạo nên có thể thúc đẩy đại thực bào ăn mất những tổ chức hoại tử biến tính. Đấy là lý do thứ tư chúng ta không nên ăn tối. Số 5 nhỏ,
Không ăn bữa tối mới có cơ hội đem những độc tố bên trong cơ thể thải ra bên ngoài. Do bởi hệ thống tiêu hóa gan, dạ dày, ruột, tuyến tụy chỉ có trong trạng thái bụng đói mới có thể tiết ra lượng lớn dịch tiêu hóa, đem những độc tố của cơ thể người thông qua dịch tiêu hóa mà thải ra. Thế nhưng nếu chúng ta đói rồi thì ăn, vậy thì những dịch tiêu hóa có độc sẽ lại bị cơ thể người hấp thu trở lại. Thế nhưng nếu như chúng ta không ăn tối, vậy thì dịch tiêu hóa có độc bèn sẽ bị chất xơ thực phẩm bên trong đường ruột hấp thu mà biến thành phân thải ra ngoài. Thế nhưng chúng ta ban ngày không thể để cho bụng đói, chúng ta chỉ có thể để bụng đói vào ban đêm mà thôi. Đấy là lý do thứ năm mà chúng ta không thể ăn tối. Số 6 nhỏ, trẻ con chớ có ăn bữa tối vì sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Do bởi sự sinh trưởng phát dục của trẻ con phải dựa vào chất tăng trưởng tuyến yên, mà chất tăng trưởng chỉ có trong trạng thái trẻ con ngủ say giấc thì mới có thể tiết ra số lượng lớn. Vậy nên nếu như phụ huynh để cho con mình ăn tối, vậy thì máu sẽ tập trung đến hệ thống tiêu hóa, còn tuyến yên thì sẽ ở trong trạng thái tương đối thiếu máu, vậy thì sẽ không phát sinh giấc ngủ say, đương nhiên cũng sẽ không tiết ra lượng lớn chất tăng trưởng. Trẻ con bèn sẽ không sinh trưởng phát dục tốt. Đấy là lý do thứ 6 chúng ta chẳng nên ăn tối. Số 7 nhỏ, do bởi thanh thiếu niên ở trong giai đoạn học tập ăn nhiều rồi thì não không thể nghỉ ngơi. Não rất cần sự ngủ nghỉ đầy đủ nếu như thanh thiếu niên ăn bữa tối. Vậy thì hệ thống tiêu hóa sẽ làm việc không ngừng nghỉ, còn não bộ thì sẽ theo đó mà không ngừng mộng mị, thì sẽ chẳng được sự ngủ nghỉ đầy đủ. Đấy là bởi vì não bộ đối với bất kỳ sự thay đổi nào của hoàn cảnh bên trong và bên ngoài cũng đều sẽ có phản ứng. Thế nhưng nếu như chẳng ăn tối, vậy thì hệ tiêu hóa sẽ không có làm việc bạc mạng, còn não thì sẽ chẳng có phản ứng. Đương nhiên là có thể ngủ yên. Đấy chính là cái mà Trung Y nói rằng dạ dày bất hòa thì giấc ngủ chẳng yên. Chứ không thể nói là ngày nghỉ ngợi nhiều nên ban đêm nằm mộng. Đấy cũng là lý do thứ 7 mà chúng ta không nên ăn tối. Số 8 nhỏ, người ăn bữa tối thì mắt sẽ ở trong trạng thái tương đối thiếu máu, thị lực suy thoái. Do bởi mắt ở trong trạng thái huyết dịch tuần hoàn tốt thì mới có thể bảo trì gìn giữ thị lực bình thường. Thế nhưng nếu người ăn bữa tối rồi thì huyết dịch toàn thân bèn sẽ lại phân bố trở lại, huyết dịch tập trung đến hệ tiêu hóa, mắt bèn sẽ ở trong trạng thái tương đối thiếu máu. Vậy thì mắt sẽ không bảo trì gìn giữ được thị lực bình thường. Thế nhưng có một số người nhất định phải đọc sách sau bữa ăn, vậy thì mắt sẽ bị tổn hại. Lâu ngày như thế thì sẽ phí sức xem vật, đấy chính là nguyên nhân phát sinh mắt cận thị. Đấy chính là lý do thứ 8 chúng ta chẳng nên ăn tối. Số 9 nhỏ, không ăn tối thì axit lactic của cơ bắp mới có thể trao đổi chất hoàn toàn. Do bởi cơ bắp ở trong trạng thái huyết dịch tuần hoàn tốt thì mới có thể bảo trì gìn giữ cơ lực bình thường. Thế nhưng người nếu như ăn bữa tối, vậy thì huyết dịch bèn sẽ tập trung đến hệ tiêu hóa, còn bắp thịt thì sẽ ở trong trạng thái tương đối thiếu máu. Vậy thì lượng lớn axit lactic trong cơ thịt bèn sẽ không trao đổi chất hoàn toàn, thì sẽ không khắc phục được sự mỏi mệt của cơ thịt. Rất nhiều người dễ xảy ra sự cố lao động vào buổi sáng chính là do bởi nguyên nhân này. Đấy là lý do thứ 9 chúng ta không thể ăn bữa tối. Có sức khỏe tốt mới có thể hành công lập đức, mới có được cuộc sống mỹ mãn tốt đẹp hơn. Hãy trân trọng sinh mệnh, bắt đầu từ nay trở đi hãy thành thói quen không ăn tối. Số 2 La Mã. Theo quan điểm của Phật giáo, trong kinh Xứ Xứ có liệt kê 5 loại phước đức có được do không ăn sau giờ ngọ: 1. Ít dục vọng, thiểu dâm; 2. Ít ngủ, thiểu thùy; 3. Tâm định, đắc nhất tâm; 4. Không bị vấn đề đầy hơi trong bụng, thiểu hạ phong; 5. Thân thể yên ổn và không bệnh, thân đắc an ổn, diệt bất tác bệnh. Từ đó chúng ta có thể thấy rằng không ăn sau giờ ngọ
thì có thể được phước. Ngoài ra trong luận Đại Tỳ Bà Sa cũng cho rằng không ăn sau giờ ngọ làm bớt ngủ mê, giảm đi vấn đề giữ thức ăn qua đêm, giúp tâm dễ nhập định, và do có những lợi ích như vậy nên chỉ ăn vào lúc giữa trưa. Trong kinh Trường Trảo Phạm Chí Thịnh Vấn có nói, lý do 40 cây răng của Như Lai sạch, trắng và thẳng tắp là do sự nghiêm ngặt tránh ăn phi thời mà Ngài đã thọ trì trong những kiếp trước. Trong kinh Tỳ Ni Tam Muội có giải thích như sau, buổi sáng là giờ chư thiên ăn, buổi trưa là chư Phật ăn, buổi chiều là súc sanh ăn và buổi tối là giờ quỷ thần ăn. Ngày nay nếu tạo nhân duyên cho sự thoát ly sáu nẻo và noi gương chư Phật ba thời, việc ăn vào lúc giữa trưa được xem là đúng lúc để ăn chánh thời. Vì thế ngay thời bây giờ tại Ấn Độ và các quốc gia mà ở đó Phật giáo Nam truyền thịnh hành, giới điều không ăn sau ngọ của Đức Phật vẫn còn được thọ trì. Tại sao việc ăn ngày một bữa quan trọng như vậy? Bởi vì khi bụng no thân ấm thì sẽ nghĩ về dâm dục. Càng no đủ càng nhiều dục vọng. Vấn đề này đã được thảo luận trong kinh Trường A Hàm quyển 22, phẩm ghi chép về thế giới, nhân duyên căn bản của thế giới, và có ghi lại: những chúng sanh cõi trời Quan Âm khi hết phước báo và bị đọa xuống nhân gian thì họ bắt đầu ăn cơm, thân thể trở nên thô kệch xấu xí và mang tướng nam tướng nữ. Họ nhìn ngó lẫn nhau rồi sanh khởi dục niệm và họ đi đến nơi kín đáo để làm hạnh bất tịnh. Và có câu thành ngữ Trung Hoa nói rằng đồ ăn uống sanh ra nam nữ. Điều này chứng minh rằng dâm dục là từ sự ẩm thực quá lượng mà ra. Và nếu đó là việc ăn phi thời thì đó là vấn đề phá giới. Số 3 La Mã, thói quen ăn đêm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào? Thói quen ăn tối sẽ có những tác động xấu đến sức khỏe con người. Trước hết, nó sẽ gây quá tải cho hệ thống tiêu hóa của cơ thể. Bởi về mặt sinh lý thì ban đêm là lúc cơ thể cần được nghỉ ngơi. Nếu chúng ta ăn đêm thì hệ tiêu hóa sẽ phải tiết ra dịch vị. Các cơ quan nội tạng như ruột, gan, tụy, dạ dày và kể cả khoang miệng cũng đều phải tiết ra các men tiêu hóa, tiếp tục hoạt động. Phần lớn ít ai chịu đựng được cơn đói vào buổi đêm, bởi lúc này bụng sẽ cồn cào rất khó ngủ. Do đó, bạn thường phải kiếm gì đấy để lấp đầy cái bụng đói vào thời điểm này. Nếu bạn thường xuyên có thói quen ăn tối, sẽ gây ra những vấn đề tai hại cho sức khỏe. Một nhỏ gây mất ngủ. Các chuyên gia cho biết cơ thể con người sẽ trở nên chậm chạp hơn khi hoàng hôn buông xuống, và việc bạn ăn tối sẽ khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn, từ đó làm bạn trở nên khó đi vào giấc ngủ. Nếu việc ăn đêm diễn ra nhiều lần trong tuần thì bạn sẽ bị rối loạn đồng hồ sinh học, dẫn tới mất ngủ giữa chừng. Tình trạng thiếu ngủ kéo dài sẽ làm tăng nồng độ cortisol và dẫn đến tăng cân, hình thành mỡ bụng. Các chuyên gia khuyên bạn nếu cảm thấy đói vào ban đêm thì chỉ nên ăn các thực phẩm làm từ yến mạch, sữa ít béo v.v. Cần tránh xa đồ cay nóng và đồ ăn nhiều đạm hay nước giải khát, vì chúng làm bạn đi tiểu nhiều lần khiến giấc ngủ gián đoạn. Những đồ uống chứa caffeine và nước tăng lực cũng có thể gây nên triệu chứng mất ngủ. Hai nhỏ ảnh hưởng tới thần kinh. Kết quả của một nghiên cứu thuộc Đại học California, Mỹ cho thấy việc ăn đêm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức của con người. Cụ thể, các nhà khoa học đã nuôi hai nhóm chuột và cho chúng ăn vào những thời điểm khác nhau. Một nhóm ăn vào ban ngày và nhóm còn lại ăn vào buổi đêm như thường lệ. Kết quả cho thấy những chú chuột được ăn uống vào ban ngày ít bị phá vỡ nhận biết hơn so với nhóm chuột tiếp tục ăn uống như bình thường vào buổi đêm. Không những vậy, những người có thói quen ăn đêm còn sẽ liên tục có những giấc mơ lạ, ám ảnh. Năm 2015, một nhóm chuyên gia tâm lý người Canada đã điều tra việc thói quen ăn uống của con người có thể tác động tiêu cực đến những giấc mơ. Khảo sát được thực hiện bởi 400 sinh viên đại học. Họ đã trả lời một bảng câu hỏi về chế độ ăn, ngủ và những giấc mơ của họ. Ăn đêm quá no gây áp lực lên các cơ quan xung quanh, khiến chúng hoạt động kém đi và cũng sẽ gây ra
hiện tượng truyền thông tin đến não kém, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ thần kinh, làm suy nhược thần kinh. Ba nhỏ tăng cân béo phì, ăn đêm có thể gây thừa cân, béo phì, trao đổi chất của cơ thể có xu hướng chậm lại vào cuối ngày. Nên nếu bạn ăn tối thì thực phẩm sẽ khó tiêu hóa. Những thực phẩm này thay vì chuyển thành năng lượng thì lại chuyển hóa thành chất béo và khiến cơ thể, đặc biệt là phần bụng dưới, béo lên dễ dàng. Tình trạng này nếu kéo dài thì nguy cơ mắc bệnh béo phì sẽ rất cao. Bốn nhỏ tiểu đường, ăn đêm sẽ làm giảm lượng insulin sinh ra. Insulin có tác dụng kiểm soát lượng đường trong máu, do đó khi lượng insulin không đủ sẽ gây tăng đường huyết, dẫn tới bệnh tiểu đường. Khi đã mắc tiểu đường thì bạn có nhiều nguy cơ gặp phải các biến chứng nguy hiểm như mờ mắt, thậm chí mù lòa, lét chân dễ dẫn đến hoại tử và cưa chân, suy thận, đau tim, đột quỵ, v.v. Năm nhỏ ảnh hưởng đến giấc ngủ, ăn đêm khiến dạ dày phải tăng cường hoạt động để tiêu hóa thức ăn. Dạ dày cứ hoạt động liên tục như vậy trong lúc ngủ sẽ khiến cơ thể không thể nào nghỉ ngơi hoàn toàn mà rơi vào trạng thái khó ngủ, ngủ chập chờn. Đặc biệt nếu bạn thường xuyên ăn đêm sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, sẽ khiến bạn mất ngủ giữa chừng. Chất lượng giấc ngủ không tốt có thể dẫn đến nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn như giảm trí nhớ, trầm cảm, mắc bệnh về huyết áp, tim mạch, thậm chí cả ung thư. Sáu nhỏ, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ. Thói quen ăn đêm không những làm tăng gánh nặng cho dạ dày mà còn gây tăng huyết áp. Đặc biệt nếu ăn tối sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu, nên thành phần chất béo trong máu sẽ thấm vào thành mạch, gây xơ vữa động mạch. Nguy hiểm hơn, các triệu chứng ở nóng, trào ngược axit do ăn đêm có thể dẫn đến chứng ngưng thở khi ngủ, từ đó nguy cơ đột quỵ càng tăng cao. Bảy nhỏ, bệnh dạ dày. Sau khi ăn đêm sẽ dễ gặp tình trạng trào ngược axit dạ dày. Axit dạ dày đi ngược lên thực quản không chỉ gây ở nóng mà còn gây đau tức ngực, lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều vấn đề nguy hại khác. Ngoài ra ăn đêm còn khiến dạ dày không được nghỉ ngơi, trái lại phải làm việc cật lực nên ngày càng yếu đi. Hơn nữa, niêm mạc dạ dày thường được tái tạo vào ban đêm, do đó nếu bạn ăn đêm thường xuyên sẽ khiến niêm mạc không được tái tạo ngày càng suy yếu và dễ viêm loét. Đặc biệt khi ngủ, thức ăn không được tiêu hóa hết, ứ động trong dạ dày là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Các vi khuẩn này kích thích niêm mạc, gây hại dạ dày, lâu ngày gây ra viêm loét, thậm chí cả ung thư dạ dày. Những điều nên làm, đi ngủ sớm là cách tốt nhất để tránh ăn đêm. Buổi tối chỉ nên ăn đồ nhẹ hoặc uống sữa, nếu ai nhịn được càng tốt. Nếu trường hợp bắt buộc cần thức khuya và bạn đói bụng, thì nên tránh thức ăn nhanh, thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ, v.v. Mà thay vào đó hãy ăn uống những thực phẩm nhẹ, dễ tiêu như sữa ấm, chuối hoặc một cốc mật ong pha nước ấm sẽ giúp ngủ ngon mà ít hại sức khỏe hơn. Số 4 La Mã, ăn đêm có thể gây béo, điều này ai cũng biết. Nhưng bên cạnh đó những hệ lụy khác đủ để khiến tất cả chúng ta phải giật mình. Phàm là người ai chẳng có đôi lần không cưỡng lại được mà mò xuống tủ lạnh vào ban đêm. Biết rằng sẽ tăng cân đôi chút, nhưng có lẽ vào thời điểm đó chẳng ai để ý đến cả. Tuy nhiên, có lẽ sau này bạn nên suy nghĩ lại trước khi tọng vào mồm bất cứ thứ gì vào buổi tối. Nguyên do là vì ăn đêm không chỉ khiến bạn mập ra, mà còn đem lại nhiều hệ lụy khác đến với cơ thể mà có khi bạn chưa từng được nghe đến. Số 1 nhỏ, bạn sẽ ăn uống mất kiểm soát vào ngày hôm sau. Một trong những lý do khiến bạn tăng cân khi ăn đêm chính là cảm giác đói khi ngủ dậy. Bạn sẽ cảm thấy đói hơn, dẫn đến việc ăn nhiều hơn và tăng cân. Cụ thể thì khi ăn đêm, lượng insulin trong máu sẽ tăng lên, nhưng đổi lại thì ghrelin, hormone kích thích cơn đói, cũng sản sinh nhiều hơn. Ghrelin bình thường được cơ thể tiết ra từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Quá trình này vẫn diễn ra bình thường kể cả khi bạn ăn đêm. Do đó, bạn sẽ thấy đói hơn bình thường rất nhiều khi thức dậy. Số 2 nhỏ, nguy cơ tổn thương thận.
Một công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy có mối liên hệ giữa việc ăn bữa tối dẫn đến lượng protein cao bất thường trong nước tiểu của đối tượng. Tình trạng này là dấu hiệu của bệnh thận. Nói tóm lại, ngoài tăng cân thì việc ăn khuya thường xuyên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ không tốt cho sức khỏe và chúng ta nên tránh thói quen có hại này. Số 3 nhỏ, tiềm ẩn nguyên nhân gây ra hội chứng chuyển hóa. Theo các bác sĩ, hội chứng chuyển hóa là một tên gọi dễ hiểu cho một nhóm các tình trạng thường xảy ra cùng nhau và làm tăng nguy cơ đột quỵ, tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Các nghiên cứu khoa học cho thấy có nhiều mối liên hệ giữa việc ăn tối và hội chứng chuyển hóa này. Số 4 nhỏ, làm chậm quá trình tiêu thụ chất béo của cơ thể. Một nghiên cứu của trường y Pearland thuộc Đại học Pennsylvania, Mỹ cho thấy thói quen ăn muộn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển hóa chất béo và các dấu hiệu nội tiết tố liên quan đến bệnh tim, tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành công trình này với 9 tình nguyện viên là người trưởng thành có cân nặng, khỏe mạnh. Họ trải qua 2 điều kiện. Một người ăn ban ngày, nghĩa là 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn nhẹ, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Trong 8 tuần và 1 bữa ăn chậm trễ khác, 3 bữa ăn chính và 2 bữa ăn nhẹ từ trưa đến 11 giờ tối trong 8 tuần. Các tình nguyện viên được yêu cầu ngủ ở một thời điểm cố định, từ 11 giờ tối đến 9 giờ sáng. Kết quả những người ăn muộn có các dấu hiệu như tăng cân, chuyển hóa ít chất béo hơn và nhiều carbohydrate hơn. Tiến sĩ Namagon, phó giáo sư nghiên cứu về tâm thần học tại trường y Đại học Pennsylvania, Mỹ, chia sẻ, thói quen ăn muộn có thể ảnh hưởng xấu đến các vấn đề như cân nặng, năng lượng và các dấu hiệu nội tiết tố như glucose và insulin cao hơn. Nó còn liên quan đến bệnh tiểu đường, cholesterol cao và triglyceride, các vấn đề về tim mạch và nhiều vấn đề khác về sức khỏe. Số 5 nhỏ, ăn đêm khiến da nổi mụn. Trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 23 giờ đêm, làn da sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bảo trì và tái tạo. Thường xuyên thức khuya sẽ làm rối loạn hệ tuần hoàn bình thường của việc trao đổi chất cùng hệ thống thần kinh, dẫn đến việc da bị khô, giảm sức đàn hồi, sạm da, thâm nám, xuất hiện mụn trứng cá, tàn nhang và các vết nhăn. 6 nhỏ, ăn đêm sẽ lão hóa sớm. Ngoài gây tăng cân thì thói quen ăn đêm còn vô tình làm đẩy nhanh tốc độ lão hóa da trong cơ thể bạn. Đặc biệt nếu những bữa ăn đêm có sự xuất hiện của các loại thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ, đồ cây nóng khó tiêu hóa, thì cơ thể bạn sẽ không còn sinh khí, da sần sùi, nổi mụn nhiều hơn. Từ khoảng 22 giờ trở đi, làn da của bạn sẽ trạng thái dưỡng và phục hồi, thế nên ăn đêm sau đó sẽ chỉ gây khô da. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy năm nay mấy mươi rồi? Dạ thưa sư phụ, dạ, 87 tuổi. 87. Còn ông tám mấy, 83 hả? Dạ, thưa thầy con năm nay 83. Hôm bữa lên chơi tăng vừa rồi hỏi ông cụ sao ăn ít vậy? Là nói thầy thầy này nè. Pháp danh gì vậy nè? Nhẫn Tội. Nhẫn Tội. Dạ. Hỏi sao ăn ít vậy? Ông vô ông ngồi chưa được nửa buổi ăn, thí dụ mình ăn 15 phút mới ăn chút xíu, hỏi ngừng, hỏi sao vậy? Ông kia uống là nhiều, ăn ít lắm. Chiều có ăn không? Dạ chiều không ăn. Đạt tiêu chuẩn hả? Ông chiều có ăn không? Chiều có ăn không? Chiều con không ăn ạ. Cho chào hỏi tay đi. Mấy người già 87, 83 mình cần học theo không? Ông ăn rất ít. Đây là hai người biểu pháp. Thầy Tội với chú này ở chùa mình coi như là da mặt ông cụ này coi như là lắng lẫy, không có chút mụn gì luôn, đâu có ăn đêm đâu. Nhìn thấy ông cụ còn đồ mồi thôi chứ nhìn thấy rất là tốt, sức khỏe. Những người già họ kinh nghiệm sống, không ăn chiều, không ăn đêm, không ăn tối, chiều ít uống nước. Ở trong hồi nãy thầy Minh đọc có nói là mắt mình ăn chiều bị yếu thị lực. Đúng rồi, hôm bữa lên tu buổi tối ăn á,
là trì đại bi chưa hết một thời là mắt nó mỏi, mà nó mỏi cứ ngồi dụi dày hoài, vừa đọc vừa dụi. Có bữa chị không nổi phải xuống, nó mỏi giống như là nó khô mắt luôn, bởi vì cái bảo tử nó làm việc quá cho nên thị lực nó chịu không nổi luôn. Hôm trước giảng nhàn cũng hay nói mấy anh em là giảng bị tổn khí ngủ không được, đúng không? Thực ra cái đó một phần nhỏ thôi, chứ ăn là ngủ không được là chính nó. Ăn vô rồi ngủ không được. Nhất là ở đây cái tuổi 50 rồi, cái lượng đường nó lên cho nên thành ra nó chịu không nổi, cái cơ thể nó chịu không nổi, nó đưa vô giấc ngủ không được. Cho nên thành ra bây giờ buộc mấy ngày đầu mấy anh em phải chịu đựng cân đối qua cái buổi chiều thường ăn. Nhịn là phải là như vậy đó. Rồi tối mà hơi sốt ruột thì mình điểm một món bột vô. Đây là cái món bột mà thủ sẵn cho mấy anh em ngồi một phần rồi. Thì đây là một muỗng, còn cái này hai muỗng. Dinh dưỡng hơn bữa ăn chiều. Cái này nó có rất nhiều loại đậu rồi rất nhiều loại dinh dưỡng nằm trong này. Hôm nay bỏ ra mấy chục triệu mua phát mỗi người mỗi phần. Về làm thử đi. Thử gì nữa, thử thiệt luôn chứ thử gì nữa. Thiệt đi rồi sẽ thấy cái kết quả ngủ ít. Rồi sức khỏe tăng lên, tu hành tinh tấn, tự thức dậy. Bây giờ không buồn ngủ thì phải tu chứ làm sao vậy? Hay tuyệt luôn. Nhiều lắm, nhiều cái kết quả rất rất nhiều ở đây nghiệm lại. Gần như là cứ lật tới lật lui cũng mấy lần là lý do gì mình ngưng ăn chiều rồi ăn lại, ngưng ăn chiều rồi ăn lại. Bây giờ anh em ăn đông quá cứ mời miếng cái mình thèm quá cái rồi mình làm luôn. Hôm nay cả khu chiên tu các cụ và các thầy đều uống bột là nghỉ sạch hết, đóng cửa thì mình lên tìm cái gì được trên đó. Mà hôm nay là giác nhàn yên tâm, mấy anh em là không lên bếp lục buổi chiều, đóng cửa rồi. Thì gì nó sẽ giữ được lâu. Chứ hồi trước năm 2013 là mấy anh em làm cái suối mà giác nhàn ở trên này, ở cái phòng trên này nè. Thấy mấy anh em chiều lẩu rồi coi như là ngon quá, mình đi ngang qua ngang lại. Cũng thèm thiệt mà kêu sư phụ ăn chiều. Không, nhịn chiều rồi nhưng mà cũng thèm. Bây giờ thấy mấy anh em ăn cho nên thèm. Thôi đóng cửa luôn, nay đóng cửa luôn, phát bột, chấp nhận tốn tiền, phát bột. Mấy nếu anh em nào mà kêu biết tiết của tâm bảo thì không sốt ruột mà khỏe đó thì thôi uống hết lượt này thì thôi. Còn ai mà chịu không nổi thì ở đây cung cấp tiếp. Bởi vì làm sao nó lợi ích như hồi nãy thầy Nhuận Minh nói mà, mình bỏ tiền ra mình cúng dường cho anh em huynh đệ, tiền tâm bảo đâu sao đâu. Bây giờ không ăn chiều á, quyết định như vậy thì đóng cửa rồi thì không anh em nào mà mò xuống hết là nó dứt được nhanh lắm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Lời lẽ trong văn sao tuy vụng về chất pháp, nhưng nghĩa lý vốn lấy từ trong kinh Phật. Nếu chịu đọc, nghe, tin và hành theo, lợi lạc vô cùng. Số 1. Tổ sư Ấn Quang khai thị: lúc dịch bệnh lưu hành nên niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và trì thần chú Đại Bi. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ, nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Đối với công khóa sớm tối, ngoài việc theo cả chùa thực hiện công khóa ra, mỗi tối niệm thêm chú Đại Bi 50 lượt hoặc 25 lượt. Ngoài ra, hãy lúc nào rảnh thì niệm Phật, chẳng nhớ số, bởi nhớ số tốn sức. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Du Hữu Di vào năm 1937. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tịnh hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình, vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi đứng nằm ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước, các xứ bị dịch tả thật dữ dội.
tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền thuộc huyện Trần Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật, phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ, dạy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn, dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Nói đến tật dịch, hãy bảo mọi người đều cùng ở trong nhà của chính mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Sáng tối đến Phật đường lễ bái bao nhiêu đó lạy và niệm bao nhiêu đó câu. Ngoài ra bất luận đi đứng nằm ngồi và làm hết thảy chuyện, trừ lúc viết văn tính sổ phải dùng tâm ra, khi làm hết thảy mọi chuyện khác đều nên niệm. Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát có thể được Ngài che chở khỏi bị lây bệnh dịch ác nghiệt ấy. Nếu vậy, hết thảy mọi người trong một ngày hãy thuận tiện bàn niệm, thì tiếng niệm Quán Âm sẽ vang khắp ruộng đất đường xá. Đang trong cõi đời cực khổ cực ác này, chỉ A-di-đà Phật Quán Thế Âm Bồ Tát là đáng nương tựa được, dạy cho khắp hết thảy già trẻ trai gái hàng ngày thường niệm Quán Thế Âm trong nhà, bảo đảm chẳng gặp tai họa, được nhiều điều tốt lành. Chỉ nên đến niệm trong điện thờ Quán Âm vào buổi sáng và buổi tối. Ngoài ra tùy mỗi người đi đứng nằm ngồi đều có thể niệm sao cho thuận tiện. Đây quả thật là phương cách thuận tiện nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn, thư thứ 6. Nay nhận được thư ông đề ngày 21 tháng 5 cho biết bệnh mắt vẫn chưa lành, nhưng khí trời nóng bức không chỗ nào tránh né được, lại còn bị dịch thời khí. Đấy là do ác nghiệp đồng phận của chúng sanh chiêu cảm. Xin hãy bảo khắp người làng cùng kiên sát sanh niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tật dịch tiêu diệt. Nếu có thể khẩn thiết chí thành, chắc chắn có hiệu nghiệm lớn lao. Ngay như bệnh mắt của ông cũng sẽ do tuyên nói rộng rãi lời này mà được lành bệnh, biển khổ rộng mênh mông, Quán Âm là bậc cứu độ. Nếu ai nấy chí thành trì tụng mà bị chết vì tật dịch, thì trời đất cũng sẽ đổi ngôi, mặt trời mặt trăng cũng sẽ xoay ngược. Nếu hời hợt hờ hững niệm thầm một hai câu mà muốn được hiệu quả khởi tử hồi sanh ngay, tuy Bồ Tát Đại Từ cũng chẳng làm sao được. Chẳng phải là Ngài không chịu cứu tế, nhưng vì tâm kẻ ấy chẳng chân thật thiết tha, quyết khó thể cảm thông được. Mong hãy nói cặn kẽ những điều này với người làng thì may mắn lắm thay. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 14. Hiện thời là lúc tình thế đại hoạn nạn, bất luận phú quý hay nghèo hèn, già trẻ trai gái đều nên niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để làm căn cứ phòng ngừa tai họa. Phàm đao binh nước lửa, ôn dịch sâu rầy, hạn hán, lục lội, thổ phỉ, cường đạo và các tai họa ngoài ý muốn, bệnh tật do oán nghiệp, oan gia gặp gỡ, v.v. Nếu có thể chí thành niệm Phật và niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ gặp dự hóa lành. Dẫu là do định nghiệp tạo thành cũng có thể giảm nhẹ, chẳng đến nỗi khốc liệt quá mức. Những tai họa ấy chẳng phân biệt phú quý hay nghèo hèn. Nhưng người phú quý xem ra còn khó chịu đựng hơn kẻ nghèo hèn. Do vậy, chớ nên vì ta phú quý rồi coi thường, cũng như vì ta nghèo hèn bèn mặc kệ, chẳng lập kế đề phòng sẵn. Nhiều năm gần đây, thế đạo nhân tâm càng ngày càng đi xuống, giành đất tranh thành, tàn sát lẫn nhau. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại xảy đến, lũ lụt, hạn hán, sâu rầy, ôn dịch cùng lúc giáng xuống. Những tai họa ấy đều do những ác nghiệp của mọi người trong đời trước hoặc đời này chiêu cảm.
Nhưng tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Đang trong lúc thiên tai nhân họa đồng thời xảy ra này, nếu có thể phát tâm chí thành, niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thệ nguyện từ nay trở đi giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì chắc chắn sẽ được Ngài rủ lòng từ che chở, gặp dự hóa lành, trong các hoạn nạn chẳng bị nguy hiểm. Ấy là dùng biệt nghiệp niệm thánh hiệu Bồ Tát trong hiện tại, để chuyển cộng nghiệp đã tạo trong đời trước hoặc đời này, vì thế thường được tốt lành. Chư Phật Bồ Tát coi hết thảy chúng sanh trong lục đạo như con ruột, thường muốn cho họ được lìa khổ hưởng vui, hiềm rằng chúng sanh mê muội chẳng sanh lòng tin tưởng, đến nỗi uổng phí từ tâm chẳng thể được lợi ích. Ví như mặt trời rạng rỡ giữa trời chiếu khắp muôn phương, kẻ đội chậu dù có đứng ngay dưới đó cũng chẳng được chiếu lỗi do đòi chậu, chứ mặt trời đâu có lỗi. Câu chuyện số 1. Xã Tây Hương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây có dòng họ Lý gồm khoảng 10.000 nhà, sống tụ tập trong một khu vực rộng lớn. Vào năm Mậu Dần, xã ấy bị bệnh dịch lan tràn khắp nơi. Dân trong xã thì cứ 10 gia đình thì có 8-9 gia đình mắc bệnh. Chỉ mỗi gia đình của họ Lý thì lớn nhỏ đều được an toàn, không mắc bệnh. Dân chúng trong xã sanh nghi, đua nhau dò hỏi nguyên do. Một số người cho rằng gia đình đó có phương thuốc gia truyền đặc trị. Chủ nhà họ Lý đáp, hoàn toàn không có. Trong nhà tôi chỉ kiềng thành cúng dường, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hàng ngày xưng niệm lễ bái đại sĩ và phát nguyện ấn tống kinh Phổ Môn nghìn quyển. Nhờ đó chúng tôi đều thoát khỏi chứng bệnh nguy hiểm này. Bấy giờ mọi người nghe nói xong thì phát tâm tin tưởng, đua nhau thành kính cúng dường Đức Quan Âm Bồ Tát và xưng niệm danh hiệu của Ngài tinh tấn. Từ đó về sau, mọi nhà đều được an ổn, không còn ai bị bệnh dịch nói trên nữa. Trích Bạch Y Kính Cẩn Niệm. Câu chuyện số 2. Vương Quang là người ở xứ Cửu Giang. Vào một hôm nọ, ông đến thăm nhà bà con, thấy trong nhà đang in kinh Phổ Môn rất nhiều, nên Vương Quang xin vài quyển mang về nhà để trong khánh và thường đốt hương đèn cúng dường kinh. Bấy giờ trong vùng ấy có chứng ôn dịch lưu hành, dân trong làng bị bệnh chết hơn phân nửa. Những nhà hàng xóm đều bị nhiễm bệnh, nhưng gia đình của Vương Quang không một người bị bệnh. Đêm nọ, Vương Quang nằm mộng thấy Quán Âm đại sĩ đến bảo: "Ta rất thương xót dân chúng địa phương này bị tai nạn ôn dịch, nên ngươi mau đem kinh này phát mỗi nhà một quyển và khuyên họ trì tụng thì bệnh ắt khỏi." Giật mình thức giấc, Vương Quang vội đến nhà bà con xin thêm nhiều quyển kinh, sau đó đem về phát cho mỗi nhà một quyển như lời Bồ Tát đã dạy. Nhà có người bị bệnh dịch, khi nhận được quyển kinh và trì tụng thì đều khỏi bệnh. Vì thế dân chúng phát tâm tín kính, đều thỉnh kinh về tụng, từ đó cả làng vui sống an ổn, không bị nạn ôn dịch nữa. Trích Quán Âm Kinh Linh Nghiệm Lục. Câu chuyện số 3. Triều nhà Tống, Uẩn Đề Pháp Sư hiệu là Thanh Biện, họ Châu, là người tiên đường. Pháp Sư từng mắc phải chứng bệnh dịch, chạy chữa trăm phương đều vô hiệu. Pháp Sư tự biết bệnh này ngoài Phật lực ra thì khó mong được khỏi, nên Pháp Sư chí thành lễ bái, xưng niệm thánh hiệu Quán Âm. Một đêm nọ, Pháp Sư mộng thấy có một người đến, dùng đục vạch ngực Pháp Sư để đổi trái tim mình, sau đó lại dùng tay xoa vết thương rồi bỏ đi. Khi giật mình tỉnh dậy thì bệnh của Pháp Sư tự nhiên lành. Bấy giờ tất cả kinh luật luận Pháp Sư đã xem từ trước đều nhớ lại và hiểu thông lý thú, lại có thể hạ bút thành chương, xuất ngôn thành bảo điển. Mọi người đương thời đều cho là nhờ Pháp Sư thành tâm lễ bái xưng niệm Quán Âm đại sĩ mà được biện tài vô ngại, là sự việc minh chứng hiển thực. Trích Phật Tổ Thống Ký. Số 2. Tổ sư Ấn Quang khai thị: lúc bệnh dịch lưu hành nên ăn chay, kiêng giết và phóng sanh. Phải biết những loài vật bay trên không, lặn dưới nước đều có cùng một tâm linh minh giác tri như ta. Nhưng vì túc nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng thể nói được.
nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, trốn tránh cái chết sẽ tự hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước, may mắn được sanh trong loài người, tâm có trí khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình, hòng khỏi phụ cái tiếng sánh cùng trời đất xưng là tam tài, phụ trợ quyền sanh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lẫn loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sinh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn, tham uống, cậy ta mạnh lắng hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến một ngày nào đó, phước xưa đã hết, sát nghiệp hiện tiền, muốn chẳng bị đổi đầu thay mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi thịt có chất độc, do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết dơ, tinh thần tâm tối, phát triển nhanh nhưng chóng suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phẩm vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thật ra chính là lời luận cùng tột tánh. Do tập tục quen thói đến nỗi mê muội chất chứa, không thể phản tỉnh được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật. Tàn nhẫn đối với loài vật quyết khó thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy khi vua thánh cai trị cõi đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui. Thánh vương dùng đạo sáng để dạy dân, chất keo dính để bẫy chim, gậy gộc, đạn cung đều bỏ hết. Thử nghĩ xem từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn, tham tàn, dòng dõi đa phần tuyệt diệt, người nhân từ cứu giúp, con cháu ắt thành vượng. Kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu. Kẻ mặc tình ăn thịt, Như Lai dự ký ắt phải đền trả. Xin chớ nói suông, xa lánh chuyện bếp núc. Đấy chính là lời nói quyền biến thuận theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt những thứ hôi tanh thì mới thật nghĩa xứng lý. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Quyển 4, quảng cáo khai trương tiệm bán đồ chay của Ninh Ba Công Đức Lâm. Như có kẻ nói, kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn đâu đâu cũng có, sao không chu cấp, lại gấp rút lo lắng cho loài dị loại chẳng liên quan gì đến ta. Đấy chẳng phải là điên đảo nơi chuyện thông thả, gấp rút, nặng nhẹ đó ư? Đáp, ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại, ta do thiện nghiệp may được thân người. Nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành, chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa, thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình, kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bằng cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực chu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng, sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói, loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng, phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sinh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng là thả, trong tâm đã động lòng trắc ẩn
ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay chạy bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy thành ra không phóng sanh, mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hạ biến thành một cái ao đó ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc, huống chi nào phải chỉ có một người. Lại vì hết thảy đồng nhân trong hiện tại và vị lai, đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc, hoạn nạn bằng cùng, tạo cái duyên trường thọ, không bệnh, phú quý, an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đấy chính là làm chuyện chu cấp, cứu tế sẵn, để đời đời kiếp kiếp trong vị lai, mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ, quan quả, cô độc, vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu, giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là cả nước được hưởng phước đó ư? Hả, có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiêng giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật? Điên đảo nơi chuyện thông thả, gấp rút, nhẹ nặng vậy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 2, Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc ở Nam Tầm. Số 3. Những lời khai thị của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào năm 1992, Ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S, vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói, hoặc là da thịt chạm nhau. Nếu đeo khẩu trang hay mặt nạ thì cũng không thể phòng tránh được, chỉ có thể thoát được nhờ tu hành và ăn chay. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bơm nguyên tử hay là bơm sinh khí. Chú Đại Bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mỗi chúng ta nên nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước, nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú Đại Bi và chú Thủ Lăng Nghiêm. Chú Đại Bi có thể chữa lành mọi loại bệnh. Cho nên nói rằng Đại Bi thần chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú Đại Bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy nhưng mình phải niệm một cách đều đặn, thường ngày, không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn, hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày, cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh, không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú Đại Bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất, ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng, phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma, vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai nhân họa hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá hoại mùa màng vân vân. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường ray, đụng xe vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy ra đến,
họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính là nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng, tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S và cố tìm phương thức chữa bệnh này, thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này, chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ S khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh S nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát, ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ. Chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí, loại bệnh này còn nguy hại hơn cả bom nguyên tử hay cả bom sinh khí, cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này. Quý vị hãy nhìn lại xem, có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S và chứng sưng phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới, giờ cuối cùng của con người đã điểm, cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại, có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành khẩn thiết, trì tụng chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng, chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh S sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán, nhưng cần yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng, sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc, không ai có thể ngờ. Dịch bệnh là quả báo do con người tạo nhân sát sanh. Quả đã trổ thì không có con đường nào trốn thoát, chỉ có niệm Phật, niệm Quán Âm, trì chú Đại Bi, phóng sanh, kiên giết, ăn chay, để mong báo nặng thành báo nhẹ thì nhanh hết. Quả báo dịch bệnh hay gọi là dịch khí, nó lây nhiễm từ không khí, chứ lây nhiễm từ người sang người là chuyện phụ, lây nhiễm trong không khí là chuyện chính. Tàn hại sinh linh, kinh thiên địa, báo hận oán sâu, khóc quỷ thần. Nam mô A Di Đà Phật.